Lần đầu tiên cho Phùng Cát Tường gửi lời chào đến tất cả các vị khách quý ở đây và các quý báo chí. Tất cả mọi người cảm ơn đã đến để chia vui cùng Tường. Tường thật sự rất là xúc động. Hôm nay Tường xuất hiện với một cái hình ảnh rất là đặc biệt, rất là khác. Mọi người có thể cho một tràng pháo tay vì sự sexy hôm nay rất rất là nữ tính của Phùng Cát Tường. Yes. Mời em ngồi. Yes. Ok, Phùng Cát Tường, sau 4 năm album giải mã thì bây giờ em đã quyết định cho ra đời album tiếp theo, album thứ hai là Stardom. Chắc chắn là em có rất nhiều tâm sự đúng không? Em có thể chia sẻ lý do mà tại sao em lại quyết định cho ra đời Stardom vào thời điểm này? 2018 là một cái năm, 2018 đến thời điểm này là 5 năm từ bước vào showbiz. Và tại sao lại là 2018 mà không phải là năm sau hay là năm trước? Thì cái lý do là bởi vì khi mà cái album ra đời này nó không chỉ là một cái cột mốc của Tường về sự nghiệp, mà đối với Tường trong cái con người của mình á, khi mà năm vừa qua Tường lớn và Tường mọi cái suy nghĩ của mình, cái tư tưởng của mình và những cái vốn sống của mình trong suốt 5 năm mình trải nghiệm cuộc sống của một người nổi tiếng có được cái sự stardom thì mình mới viết ra được 10 bài này, 10 bài hát mà quý vị vừa nghe, mọi người vừa nghe, đó là 10 bài hát mà nó không chỉ đơn thuần là sự khác biệt về âm nhạc mà nó là cái sự lớn lên của Tường rất là nhiều. Mọi người đọc lyrics mà Tường viết, melody mà Tường viết thì mọi người sẽ thấy là nó là câu chuyện của Tường chứ không phải là nó chỉ đơn thuần là mình ra album. Và có thể là mọi người sẽ được bắt gặp một Vũ Cát Tường muốn khẳng định cái sự khác biệt của mình qua leader, hay là mọi người sẽ thấy được là một Vũ Cát Tường rất là cô đơn và không có cái tình yêu cá nhân trong Stardom, hay là một Vũ Cát Tường chỉ muốn là một đứa ngốc, một trong Be A Fool chẳng hạn. Thì mỗi bài là một câu chuyện của Tường và nó rất là thật và rất là gần Tường. Còn để nói về mồ hôi sôi nước mắt để mà làm ra album này thì Tường nghĩ là hồi nãy Dustin giới thiệu thiếu là có Tính Lên là người đã master, đã phối khí bài Stardom, bài chủ đề của cái album này. Và Stardom nó có nghĩa là cương vị của một người nổi tiếng, thì nó rất là nhiều thứ, có mặt tối, có mặt sáng. Có những lúc mình rất là mình có được cái mà người khác không có, nhưng mà mình cũng mất những thứ mà người ta hiển nhiên có được. Và để giúp Tường thực hiện tất cả cái album này ngay từ đầu, chắc chắn là chị Lưu Thiên Ngân. Khi mà Tường đưa cái album này, những cái demo đầu tiên, đây là album mà Tường bắt đầu tự tập hòa âm phối khí, tự làm nhạc này nọ đầu kia. Nhưng mà những cái ngày đầu Tường làm thì âm thanh nghe nó rất là chuối, nó chưa có được hay. Thì Tường mới gọi cho chị Hương và Tường bảo là em viết được 10 bài và em cũng tự làm nhạc hết rồi. Thế chị Hương mới bảo là thế thôi làm hết đi, gọi chị làm gì nữa. Thế nhưng mà nó là em, nhưng mà em cần cái người lớn hơn em và cùng đi với em để cảm giác là mình không có được tự tin khi mà ngày đầu mình tự phối khí. Và chị đã giới thiệu cho Tường những cái người rất là giỏi như là Tính Lê hay là Najib hay là Eddie Trần và anh Thanh Bình Nguyễn để mà làm cái album này về sao, về tất cả mọi thứ nó thật là hoàn chỉnh và nó đúng cái ý của Tường. Thì hết. Tôi rất xin hỏi nha, lúc trước đây Tường có chia sẻ là khi mà Tường đưa cái album này để cho các anh chị thì Tường cũng gặp khó khăn. Tường có thể chia sẻ rõ hơn cái khó khăn đó, nhưng mà các anh chị lớn hơn, những nhà sản xuất khác họ nói gì và Tường cảm thấy như thế nào? Thì trước khi mà Tường gặp chị Hương á, thì Tường có đưa cho một số producer, nhưng mà những cái người đó thì rất là thân với Tường và họ cũng thấy Tường từ hồi mà Tường là một người nhạc sĩ viết ballad. Và họ cũng nói là em ơi, em đừng có làm cái album này, bởi vì có thể là nó không phải là em đâu. Nhưng mà chỉ có bản thân Tường mới hiểu được là trong con người Tường đã lớn lên và có những cái góc tối, những góc sáng, rất là nhiều thứ. Kể cả cái việc mà Tường thử nghiệm rap thì Tường cũng có rất là nhiều cái mặt mà Tường muốn thể hiện trong cái này. Tại vì mọi người đã thấy một bộ cách Tường nhẹ nhàng, lúc nào cũng tình cảm,
là một Vũ Cát Tường sinh viên đứng ở ngoài ban công nhìn người ta hôn nhau là biết ra vết mưa, nhưng mà Vũ Cát Tường của trong Sa Đồng thì đã khác rồi. Vũ Cát Tường trong Sa Đồng nó là cái người sống trong đó, sống trong cảm xúc đó và trải nghiệm cảm xúc đó và viết lên cái cảm xúc đó. Nó không còn là một cậu bé hay một cô bé sinh viên ngồi đứng từ xa rồi buồn rồi yêu xa, nó không còn là như vậy nữa. Em có sợ là khán giả của em, những người vốn yêu mến em ở cái dòng nhạc ballad rất là tình cảm, bây giờ khi mà em thử nghiệm như vậy họ sẽ cảm thấy hơi khác lạ không? Em có nghĩ rất là liều lĩnh quá? Em nghĩ là nếu mà em không thay đổi thì mới là một điều bất thường. Tại vì ai sống thì 21 tuổi chắc chắn bạn có suy nghĩ nó khác với 26 tuổi. Và Tường đang là 26 tuổi và trong gần ấy năm mình sống và mình hoạt động, mình lao động trong cái ngành nghề này và mình phải có những cái chất liệu mới chắc chắn là cả về cách mình trải nghiệm cuộc đời này trong cái cuộc sống cá nhân, cả việc mình học những cái người xung quanh mình và mình lớn lên nữa thì Tường nghĩ là nó buộc phải khác. Còn chứ Tường sẽ không, Tường không muốn là một cái thợ viết. Thật sự là Tường không muốn là một cái người thợ viết và lúc nào cũng sẽ viết để mà viết. Tường muốn là mọi người sẽ thấy một cuộc cách Tường sống động và lúc nào cũng sẽ trưởng thành từ ngày một. Và như Vũ Cát Tường chia sẻ thì chị Lâm Thiên Hương là người đã đồng ý và cuối cùng thì chị Lâm Thiên Hương cũng bắt tay để mà giúp Vũ Cát Tường hoàn thiện cái album này. Vậy thì chúng ta muốn lắng nghe đôi điều cùng chia sẻ từ chị Lâm Thiên Hương được không ạ? Xin mời chị Lâm Thiên Hương. Tiêu chí đầu tiên chị đặt lên là bản thân mình hay là cái
khẩu vị âm nhạc của khán giả? Cả hai. Đầu tiên là vẫn phải giữ cái cá tính của mình. Sau đó mình phải hội nhập. Tại sao Cát Tường muốn thay đổi mình? Bởi vì nếu như Cát Tường là của những cái lối viết của những cái năm trước, bạn đã quá thành công rồi. Nếu như bạn không thay đổi, bạn lại viết thêm một mơ, viết thêm một vết mưa hay bất kể một cái gì đó, thì tôi nghĩ là khán giả cũng sẽ không có bất ngờ với Cát Tường. Không bất ngờ. Nhất là những người trong nghề như chúng tôi. Đấy, thì Tường là một người nghệ sĩ rất là ý thức cái việc là các anh chị và những người trong nghề xem bạn ấy như thế nào, đón nhận cái sản phẩm của bạn ra sao. Bên cạnh đó thì chúng tôi là những người hoạt động giải trí rất là lâu năm, thì chúng tôi rất quan tâm đến khán giả chứ. Cho nên là chúng tôi đã cân bằng, có những cái bài hát là mang tính chất underground, nhưng mà có những cái bài hát vẫn là các Tường ít, là một bản ballad. Tôi nghĩ là Tường viết cái lối hòa âm ngay từ đầu thì bản thân Cát Tường là không có muốn cầu kỳ, muốn chỉ có giọng hát, và khi mix giọng hát cũng thế. Thì tôi nghe bản mix cuối cùng thì Tường có nói là em muốn cái giọng hát nó bật, nói như giọng chúng tôi đã đua với nhau là đập thẳng vào mặt tôi. Đó, thì không phải là không, cái lối mix này thì không phải là giọng của ai cũng có thể hát được, vì giọng Cát Tường là một ca sĩ hát rất là tốt rồi, có chất giọng rất là đẹp. Bởi vì cái lối mix của người nước ngoài rất Michael rất là sâu, nhưng mà không có nhiều effect, không có nhiều vang, nhưng mà nghe rất là đã. Thế cho nên là khi các bạn về, các bạn thưởng thức, đây là một cái album mà tôi nghĩ được trong cái sự nghiệp tôi, là cái âm là tôi làm trong sự nghiệp producer, tôi và Tường đã có được một cái sản phẩm mà về cái chất lượng âm thanh là tốt nhất, hay nhất từ trước đến giờ. Vâng, xin cảm ơn chị Lô Thị Hương.